chào tất cả anh em nha. Chào mừng anh em trở lại với kênh Giúp Mô Tú Nguyễn bên mình nha anh em. Nay bên mình mới cập bến về một cặp Giúp Bô. Hai em Giúp Bô rất là đẹp luôn anh em. Những thiết kế rất là huyền thoại, rất là độc đáo và nam tính mạnh mẽ, cũng như là rất là ý nghĩa cho anh em trên tay sở hữu chơi hoặc làm quà biếu, quà tặng cho người thân, bạn bè cũng rất là hay nha anh em. Bên Giúp Bô Tú Nguyễn thì luôn luôn giới thiệu với anh em hàng Giúp Bô chính hãng xịn ha. Anh em nào đã có dịp ủng hộ bên mình thì quá rành rồi ha, quá biết rồi. Còn anh em nào chưa đăng ký kênh thì cứ ấn nút đăng ký kênh Giúp Bô Tú Nguyễn màu đỏ ngay dưới chân clip nha anh em, để anh em mình có thể tiện theo dõi cập nhật những em Giúp Bô mà mình trên tay giới thiệu với anh em theo năm tháng ha. Thì mới nhất ngày hôm nay mình xin giới thiệu với anh em bên phải, đó là em Giúp Bô đồng anh em, khắc chìm mà cái logo hai chú đại bàng, logo của lực lượng quân đội Mỹ Army nha anh em, với hình tượng hai chú đại bàng đang bay ở trên là cái ngôi sao ha. Còn dòng Giúp Bô đồng nha anh em. Còn bên trái đó là em Giúp Bô chrome trắng, khắc chìm mà cái chú đại bàng đang xa xuống, cặp cái logo của hãng mô tô Harley Davidson ha. Hình tượng chú đại bàng cặp xuống, cặp cái xà xuống cặp cái logo của hãng mô tô Harley rất là nổi tiếng ha, với cái hình nền của nó là cái quốc kỳ Mỹ luôn. Em Giúp Bô này thì được hãng khắc chìm họa tiết ba biểu tượng rất là ý nghĩa của đất nước Mỹ nha anh em, đó là hình tượng đại bàng, hình tượng mô tô Harley Davidson và cái quốc kỳ ha, cũng rất là độc đáo, rất là sinh động, nam tính cho anh em trên tay ha. Thì số điện thoại mình để trên tiêu đề clip nha anh em nào có nhu cầu rước hai em nói về thì cứ alo mình nha anh em, mình xin trên tay giới thiệu với anh em ha. Đây là em Đồng, khắc chìm mà logo của lực lượng quân đội Mỹ Army nha anh em, trên là 5 ngôi sao, dưới là hai chú đại bàng đang bay cắp các mũi tên ha, khắc chìm hai mặt trước và sau y chang nhau luôn anh em. Dòng Giúp Bô đồng đáy bằng ha, rất là nổi tiếng rồi, anh em nào kết đẹp nó thì cứ alo ha, hàng nhìn nha anh em, rất là nhạy lửa, để nhẹ lên lửa thôi. Anh em nào có ủng hộ qua bên mình thì quá rành rồi, quá biết. Khắc chìm tinh tế ha anh em, mặt trước mặt sau luôn. Em này thì rất là ý nghĩa, sang trọng cho anh em trên tay nha anh em, làm quà biếu cũng rất là hay luôn anh em. Xem hình ảnh chi tiết em nó thì anh em cứ vô trang Facebook mình ha, cứ click vô đường link mình để vô mô tả video nha anh em. Đây mình soi nhanh với anh em thôi, tình trạng em nó full bốc luôn, full đít đồng ha anh em. Còn đây là em chrome trắng, khắc chìm mà hình tượng chú đại bàng đang xà xuống cặp cái logo của hãng mô tô Harley Davidson ha, rất là ý nghĩa anh em, rất là thể thao, nam tính, sinh động. Cái nền là cái quốc kỳ Mỹ luôn, cũng rất là ý nghĩa anh em. Mặt sau em nó trơn bóng ha, em nó đáy lỏng nha anh em, hàng zin luôn, mới về show tới anh em luôn, 100% nha anh em, cũng hàng full box mới về luôn, hộp đựng giấy tờ em nó cũng đầy đủ nha, để nhẹ lên lửa thôi, anh em cứ dùng xăng xịn là ok. Rất đẹp nha anh em, khắc chìm tinh tế, rất là chi tiết tỉ mỉ ha, hàng xịn. Về giá hai em nó thì anh em cứ nhấp vô tiêu đề clip nha anh em, hiện ra ô mô tả có giá hai em nó cho anh em xem luôn. Bên mình bao ship toàn quốc nha anh em, bao test bao chết cho anh em luôn. Yêu mến anh em like chia sẻ clip nha anh em, và nhớ ấn nút đăng ký kênh bên mình ha.
Bên mình thì rất là nhiều mẫu cho anh em yêu thích lựa chọn thoải mái. Cặp Jippo này thì rất là đẹp ha, quân đội Mỹ và đại bàng Moto Harley Davidson, đã nhập chính hãng đầy đủ luôn. Ok, cảm ơn anh em đã xem clip ha. Hẹn gặp lại anh em ở các clip tiếp theo. Chúc anh em luôn luôn vui vẻ, an lành và nhiều niềm vui nha anh em, nhiều may mắn ha.